Chào mừng cô chú anh chị đã đến với kênh Ngọc Ngân Bánh Tè. Hôm nay con xin giới thiệu với cô chú anh chị. Nhìn lá của chú anh chị có biết con gì không chú anh chị? Dạ xin thưa là táo tàu của chú anh chị ha. Dạ. Cái lô này bên con là được nhập khẩu về của chú anh chị ha. Dạ ở Việt Nam mình chưa có cái vườn táo tàu mà để nhân giống của chú anh chị ha. Dạ toàn bộ là đều phải nhập về của chú anh chị ha. Dạ. Đây bầu đất này của anh chị ha. Dạ. Có nhiều cô chú anh chị hỏi con bầu đất về nuôi cây nó có phát không con? Dạ xin thưa là phát bình thường chú chị ha. Và táo thì không ghi nhiều táo tàu. Và những cái dòng táo Thái cũng vậy của chú anh chị. Nó có thời kỳ là dạng nó ngủ đông chú anh chị ha. Là cô chú anh chị trồng hoài nó không có ra đọt chú anh chị ha. Nhưng cũng chị cứ yên tâm. Qua thời kỳ đó xong gỗ đầu nó có thể là nó rụng lá luôn. Gần như hết luôn chú anh chị. Gỗ đầu nó hiện tượng nó phục tọt lại chú anh chị ha. Dạ. Táo thì trong quá trình vận chuyển thì có thể rụng lá của chú chị ha, nhưng mà về của chú anh chị cứ này bữa hổm như cái lô này của con nè, bữa hổm là về nó tụ lỗ nhưng còn cái trà không của chú chị ha, về con vô phân vô nước cái nó phật lên thấy của chú chị ha. Dạ dòng táo tàu thì nó rất dễ của chú anh chị, dòng chiếc nhánh của chú anh chị thành ra rất dễ ra hoa của chú chị ha. Đây tôi còn coi có cái hoa nãy con thấy mới vô nụt tiêu rồi. À đây nè, đây là của chú anh chị ha. Đây là về của chú anh chị có thể là vài tháng sau là bắt đầu nó cho hoa cho tái cho chú anh chị rồi. Dạ. Cây nó được cái bộ tàn sơn mà của chú anh chị để rất ok không chị ha. Dạ. Rồi cần cái giống thì liên hệ bên chị con nha của chú anh chị ha. Lô này rất là chi là xung phát không chú anh chị ha. Dạ. Cây thì con bao cho của chú anh chị là 50 ăn lên của chú anh chị ha. Dạ. Tàn nhánh ok luôn. Dạ. Nào lùng lùng thì nó được cái bộ tàn, nó nào cao thì nó được cái về này của anh chị ha, được cái chớp đó. rồi con chân thành của cảm ơn cô chú anh chị đã xem kênh ha, con xin kết thúc video đây ạ. Rất chi là dễ chăm của chú chị ha. Dạ. Rồi cái giống liên hệ với chị con. Dạ con xin thành cảm ơn.